Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe hai tiếng dầu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví dụ này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Ford Explorer. Chiếc xe Ford Explorer đang có rất nhiều anh em quan tâm và anh em đã comment video trước của em là hãy lên cho anh em về giá xe và tổng bánh cho chiếc xe Ford Explorer. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, khi mà sang tháng tư này đang có như nào thì em xin phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép đi vào vấn chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá viết của chiếc xe này đang là 2 tỷ 366 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 2 tỷ 366 triệu ạ. Tức là đang bán đúng giá trong nhà nha. Trong tháng 4 này đấy ạ. Và không có chương trình khuyến mại nào ạ. Còn nếu muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết mày như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nha. Vậy thì chiếc xe Ford Explorer sang tháng 4 này năm ấy nổi đang là 2 tỷ 673 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 807 triệu ạ Còn là tỉnh thì đang là 2 tỷ 607 triệu Trả góp thì đang là 742 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 625 triệu Trả góp thì đang là 759 triệu ạ Trong phần trả góp thì em đã tính vào cho anh em là anh em có thể vay được 80% giá trị của xe Thời gian vay lên tới 7 năm hoặc 8 năm đấy ạ và có thể hỗ trợ cho em là lợ xấu và tỉnh xa được em nhá và trong phần trả góp em tính vào cho anh em là anh em có đã có bảo hiểm thân vỏ rồi đấy ạ bởi vì là bảo hiểm thân vỏ là bắt buộc là phải mua đối với trả góp ạ còn trả thẳng thì em chưa tính đâu ạ bởi vì trả thẳng nó bảo hiểm tự nguyện ạ và ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em muốn gửi về giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để gọi lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại của chiếc xe Ford Explorer rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Ford cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe thị trường Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.